Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay ba chị em của dân đi chợ Sóc Giang. Đây là sở Sóc Giang. Dân xin mời cô chú, anh chị và các bạn đi vô chợ cùng dân nha. Đi mấy chị em ơi. Đi chị Út ơi. Mình đi trời này hơi nắng mà không thấy đường luôn. Hồi đó giờ chị đi chợ Sóc Giang được mấy lần rồi? Chưa luôn hả? Chưa, lần đầu tiên. Đầu tiên nhất luôn á. Nhất nhất luôn. Đi tham quan trước đi rồi vòng vòng thôi mình chỉ mua gì ăn. Quá trời đầu tư. Ở đây bán rộng lớn hả chị? Rộng hơn chợ mình nhiều. Dạ. Ở trái su hào. Củ su hào kìa chị, phải không? Cũng có biết cái đó nha. Chưa ăn lần nào, bữa nào mua ăn thử coi. Có hồi xưa học thì biết cái trái đó chứ không phải biết hỏi con. Ý cái chợ này nó nằm đi cặp mấy sông kìa. Người ta kêu bằng chợ Sóc Giang, Sóc Giang sông có gì quá. Trời. Hạnh đang tưởng. Dạ. Chưa đi đi tham quan chứ. Ở đây dịch bệnh bây giờ người ta không có đi chợ nhiều ha. Đi chợ cũng ít. Vú sữa gì? À, lâu dữ rồi mới thấy con cá chèn luôn á chị. Nha. Cá chạch này làm gì ăn? Cá chạch quá trời thôi. Ờ. Mình đi mua cá chạch đi. Phơi khô ăn Tết hả? Ăn Tết. Cá chạch nhiêu 1 ký em? Ký 160 hả? Dạ. Có bớt không em? Chế 10 ký không? Ký bớt hả? Em chế đi, để chế 150 á. Bây giờ mua 3 ký thì gửi nhiêu? Tại vì em mua 140 em bán 150 đó. Cái này là không có lựa đó, không ăn gì. Không có lựa mà mua bớt. Ít nữa em mua tới 3 ký mua hết luôn rồi. Cái này em cân hả? Dạ, em còn trong thùng này đó nè. Còn thùng bự bự hơn không? Một cỡ mà. Một cỡ rồi chị kệ hốt đại đi. Không hết luôn hả? Hốt ở trong bên đây nè. Không tới 3 ký em. 3 đó. Chứ nó quá nhỏ. Nó nạt hết la kìa ông hết. Còn giống thùng nè. Hả? Ừ. Còn thùng ít này lấy giùm nó tới hết đi. Lấy giùm cho hết đi ké ơi. Lấy luôn hả? Để coi coi nhiều hay ít. Về mình làm khô luôn đấy. Ôi nặng quá à. Ôi vậy là còn nhiều lắm. Không em thốt lên 2 ký để chừa cho người ta đã. Trong này còn hơi ngon hơn. Ờ, nhiều lắm không hết đâu. Đang chăm em thốt lên cho ta. Đây 3 ký rồi, 3 ký cho chị đi. 3 ký em thốt. Cái này ở đâu có chứ một chút bây giờ không thấy có nữa. Cái này bên cho đập lú. Dạ đập lú có hả? Ừ. Thấy nhiều lắm rồi đó chị. Thấy nhiều quá. Phải này đổ ra bắt cái thau này đi ngon quá chết nè. Mình đi về xa. Em cho mật, em cho cục đá nè. À. Rồi đâu cũng canh thử là 3 ký. Chừng nào thiếu rồi mình tính nữa. Hút cái đại luôn đi. Hút đại đi, bóc rồi nó ấy. Cho chị cái bọc nữa nha. Bọc này nè chị. 3 ký giác mà. Giác chút đi tại nó con nó quá chà bé nè. Lâu lâu xuống chợ cái Giang này làm em cho giác luôn á. Mới đi lần đầu tiên luôn đó. Giác của mình cũng hơi nhỏ. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Đi rồi, nha. Rồi. Cho ăn cục luôn nè. Không có đá phải có cái bột bự mới được. Chứ có bột bự hơn không? Đó. Nhiệt tình thôi, luôn. Cho chị xin cái bột bự luôn.
Bỏ vô đó mấy cái con cá được. Dạ bán đắt quá à kìa em. Giờ mới ché xuống á. Ngày nào em cũng bán đây hả? Rồi để vậy đi. Bán nấm gơm với cá chạch. Thường thường ngày bán gì nữa? Em bán cá đồng. Cá đồng hả? Em bán tôi có ché. Rồi chờ chị gửi tiền em nha. Rồi 390 nè. Rồi. Dạ cá chạch. Cá chạch làm khô. Rồi trời chị cảm ơn em nha. Rồi chúc mua mau bán đắt nha chị đi à. Mua củ lùng, mua củ lùng ăn. Trời ơi màu vàng giống hệt nhau đi trời. Hả? Dạ. Chị em. Dạ. Mấy ký củ lùng 15 hả cô? Ngày sống hả cô? Sống. Dạ, 15 ngàn. Còn cái này khác hả Thứ? Này giá khác, này giá khác. Này 15, này 20. Ủa sao ngộ vậy? Không, vậy, vậy con lấy cái này đi cô ơi. Vậy mình hút cái đó đi. Cái này đi. Cái nó già, nó già cũ nó không? Không, cái này. Cái này giá 20 mới được, cái này 15. Thì cái này nè, con lấy cái này. Cái này nó lớn rồi nó già phai, ăn thì nó bột nhiều nó ngon. Này cô cân của người ta bán lại hả cô? Cân bán lại. Dạ. Dạ. Ngày nào mình cũng bán vậy hả cô? Bán nào hết thì mình đi về. Ủa củ này củ gì ngộ vậy cô? Nó cụ khoai rừng đó. Dạ phải trong nhà tự nhiên cái trong vườn mình có sữa đào đào đó. Thay vì quên mất mẹ nó rồi. Phải gạn. Ừ phải gạn, phải rồi. Cũng như ăn cũng như phải từ mình vậy đó. Dạ 3 ký 7. 3 ký 6, 3 ký 7 yếu kệ đi. Vậy hốt này đi chẳng 4 ký. Chẳng. Chẳng không à? Dạ đúng rồi. Dốt rồi, nào là cũng chẳng hết trơn. Chẳng đi. Vậy chứ chợ này nó thường thường hợp đông lúc mấy giờ vậy cô? Đông 7 giờ đông. 7 giờ đông hả? Dạ tại con ở xa lại đó. Chợ Sóc Giang cái em nói chắc Giang xong bữa nay ta kêu Sóc Giang. Bữa nay là bán ở tới chiều luôn hay là tới hồi về vậy? Hồi về. Chừng 11 giờ mới về. Bán hết rồi về hả? Buổi chiều có ai đi chợ không cô? Dạ. Dạ. Cái này người ta bán quá trời đồ luôn ha. Giá rồi cô ơi. Nè, nhiêu được rồi. Lấy ra đi cô. Không, không, nhiều dữ vậy. 90 ngàn kìa. Kiếm 20. Cái này chị Út sắp, em sắp này. Hồi mua khác hạnh sắp. Rồi con gửi tiền cô ơi. Dạ, nặng chút ơi. Em 3 ký chứ 4 ký hồi mua 5 ký cho hạnh. Dạ dạ được rồi. Rồi con gửi cô. Rồi con cảm ơn cô nha. Con chúc cô mua mau bán đắt ạ. Con đi cô ơi. Đi không cô ơi. Đi cặp áo bà ba. Đi cặp cặp bên đây là xe chạy. Dạ. Ủa ai vậy? Bà hỏi tôi phải ai? Oh, yeah. Dạ. Dạ không. Cũng không biết ai bà hỏi tôi ai. Lâu quá mới gặp, tưởng tôi quen với chị. Trời ơi. Con cá sa pha kìa. Sa pha cá cam. Để chút nữa, chút nữa có gì quẹo lại em mua. Dạ. Nãy mua cá sa pha có 3 con mà phải còn nhiều một chút nữa ăn mới đủ. Ồ cá chê bự quá nó đi ra rồi. Cắt lát cơm kìa chị. Cắt lát cơm kìa. Ừ. Chợ này lớn dạ không cô? Cá biển cũng nhiều.
cá cam. Cá cam. Vịt sim đi, mua vịt sim. Bỏ hết cá rồi. Cá rô phi. Cá rô phi nó ta nuôi tôm. Ủa ở đây có nuôi tôm chưa? Dạ. Ăn bánh không? Ăn bánh, ăn bánh bánh đò ha. Nhiều thứ lắm. Cũng còn sớm. Mấy cô gái đẹp mua bánh. Dạ. À, bánh bò. Bánh bò tự làm hay là? Làm. Dạ. Làm ơn không á? Dạ, cô tự làm luôn hả? Làm nhiều thứ. Một giờ là thức lên làm. Một giờ khuya. Ngon á. Dạ. Ăn thử đi. Dạ, dạ được rồi, lấy con chục đi. Chị ăn gì không? 3 giờ chiều là làm tới khuya luôn rồi bắt đầu bọc. Dạ, cái này là cốc tay. Cơm gụ nè, mua bọc về cho má, má thích ăn. Cái này là đậu nành hả? Đậu nành. Đậu nành, đậu nành đó. Dạ, 2 bọc cơm rượu. 3 bịch đậu nành nha. Đó hả? Lấy ra nè, lấy vô. 3 bịch luôn hả chị? 2 bịch cũng được. 2 bịch thôi. Cái này làm như người mua bánh là hạnh cẩm chân ha. À, em bao mà. Ờ, vậy là tới em rồi đó, thấy chưa? Hồi nãy em cũng lấy bánh là em bao hết. Gì dạ được rồi cô bán nhiều quá. Này bánh chuối, còn này bánh gì vậy cô? Ít chần bột bán. Ít chần bột bán. Này bánh bò mình đổ bằng cái dĩ nhỏ nhỏ hả chị? Bánh bò lá, bánh bò dạ. Trong. Dạ. Còn cái này cô mua là bánh bò sốt. Dạ. Bò sốt. À. Rồi bánh tiêu, bánh cam. À. Cái này 20, 30, 40. Dạ. Lấy bánh hành mỏng đi hay là bánh dạ thôi thôi được rồi cô được rồi là 40. Dạ. Dạ con đi đường xa mua nhiều quá con sợ nó hư ở đó. Đâu đó dạ con ở Ngọc Trúc cái này tới chiều tới tối chưa hơn dạ con gửi tiền dạ. Đi con cá nó đi tới đó kìa cô cái kê đằng đằng rồi con cảm ơn cô nha cái bình lụm cá nó cái bình con đi luôn cô ơi con đi dạ. Bà khía à? Ê vô môn kìa chị. Dạ. Dạ không. Ôi đây có bánh tét nữa. Mít bánh tét. Bánh tét mít đây nha chị. Mỗi một người mà mua một món là thớt ghế bằng nạo luôn. Ủa tới đâu rồi? Rồi giờ mình nãy giờ bọc gian xong rồi bây giờ vô tới nhà lòng nha. Vô tốt rồi chị. Dạ. Nắng quá. Ừ. Wow. Xài ngon hết rồi. Ta biết gì nè. Ở đâu? Phải không đó. Chị Úc bán á. Chị Úc bán hả chú? Bán tin bà ở đây không bán chứ 10 ngày tôi mới sợ. Có coi kênh của em đó hả? Dạ. Sao nữa? Mua bánh tét nước cho tiếng em 2 đồng đi. Mua rồi. Chị mua rồi. Đã bán ốc hết trơn. Dạ, đi mình về. Mua tét nước cho 2 đồng đi. Dạ. Nhưng mà nó cho này chế. Nó không có nhận như sao? Để bán tiếp 2 đồng đi. Dạ, cắm câu bắt cá. Dạ. Em mua ủng hộ dạ. Chị ăn bánh nào không? Dạ em mua ủng hộ bánh chuối vậy ha. Dạ dạ. Dạ. 10.000 đó chị. Dạ. Cầm hạnh. Ồ chuyến này em nói em sướng quá ngờ em nhiều rồi đó nha. Rồi em gửi. Rồi em chúc chị mua 3 bánh đắt nha. Dạ. Coi dạ. Đó. Dạ. Tại em muốn tham quan chợ Sóc Giang á, em nghe nói đó. Hồi đó giờ em chưa biết. Đó, em ở Ngọc Trúc. Dạ xã Ngọc Trúc. Gồng Ghiền Ngọc Trúc. Thấy lên ngoài nó chợ sao chị nhìn đẹp quá mà chị đi chân núi mà chị bắt đi ruộng không hả? Mà đi ruộng không hả? Dạ dạ. Dạ. Dạ, để cảm ơn đi nha.
hạnh à, chiếc này hả? Có mua nhân mỡ chưa? Dạ. Chị mua rồi, chín mấy gì? Mua gì? Hai đồng nhân ngọt. Hai đồng nhân ngọt hả? À? Dạ. Ba, em ba luôn đi chứ con bà. Thôi. Dạ. Rồi chị gửi nha. Rồi chị cảm ơn nha, chị chúc em mua mau bán đắt nha. Dạ. Đẹp quá mà đi ra ruộng không hả? Dạ. Dạ. Khi mình đi vòng mình kiếm cá gì mình nướng ăn đó chị. Yeah. Hàng cá. Cá sòng tươi ha. Đó giờ chị Út có ăn cá sòng chưa? Dạ, rồi hả? Cá sòng này không tươi không mẹ? Mấy con lấy sòng cho. Dạ. Mấy con lấy sòng cho. Lấy tươi cho em ha. Nhiều ký vậy? 45 ngàn. Ừ, lương khủng rồi kìa. Bán đủ hết trơn ha, lương khủng chà bá lửa luôn á. Sò huyết nè, sò lông nè. Con cá gì vậy? Không phải con cá bông kèo, con cá gì? Cá kèo gì? Thôi bên đây khác rồi vậy chị. Coi thử cho nó đẹp. Cái loại gì đó? Cái lòi hả? Cái màu trạng nước á. Bà phải không? Đúng rồi. Đâu chị bắt lên thử coi. Bóng kèo. Bóng kèo. Có bóng kèo đó. Nó hay dữ lắm luôn. Có thằng lương bự á. Đâu để xuống em coi thử coi. Ồ, cá này không tươi luôn. Mắt đục hết trơn. Mắt đục hết. Ây da. Mày lấy em 4 con rồi luôn đại đi. Cá nó bể ruột hay vậy chị? Cá bự nó bể bụng hay vậy? Ờ, lấy cho em con khác đi. Cái chợ này ít, nó ít bán cá biển ha. Cá đồng nhiều. Không ấy, chị lấy em ba con cũng được đó. Cá nó không tươi, cái không ăn được, nó không ngon. Cá này tươi nè, được cái 7 hả? Cá này bị bể luôn á chị ơi. Ngày nào chị cũng bán đây hả? Bể như luôn hay chế nướng gì? Dạ dạ em nướng á. Cho em xin hai cái bọc gì đi. Kêu 77 ngàn. Rồi em gửi tiền nha. Rồi cảm ơn, chúc chị mua bao bán đắt nha. Ê, vô đây. Cá thì vô đây. Ở đây là cá ngừ. Cá chê đồng kìa. Ở đây toàn là bán về mực kho với mực với gà. Ờ, lương nặng treo rồi chính. Ừ, ủa ngộ vậy? À, vô đó nó không ngọt à? Một keo luôn. Ờ, nguyên keo á, về được rồi. Có chuyện hả? Ừ. Giờ mình mua rau. Mua rau mà trái đó kìa.
Đi vô đó mua rau. Dạ, em mua rau. Rau rau xà lách. Xà lách lụa. Tự xanh luôn nha. Rau thơm. Cái này giống cho em ký bún. Dạ dạ. Cái này giống lá tí tô quá ha. Đúng rồi chị, lá tí tô đó chị. Đúng rồi. Lấy ít lá tí tô đi về ăn cho nó thành nó thơm thơm. Ờ, cái này lạnh giòn á ha, xà lách này lạnh vậy. Phải rồi, nó tốt nè. Nó ốp lạnh á, nó tốt, nó tươi. Quế đây luôn nè. Trời, ăn quế luôn hả? Mình tính mình lấy gì mình chấm luôn. Chấm cái xếp vô. Cái xếp vô chị chính nè. Đấy, lấy một bó này luôn không? Này nè, nó đẹp nè chị. Ờ. Cầm của nó ngon quá. Nó lạnh, nó như mình đó. Rau. Mình mua rau bao nhiêu là đủ ăn rồi đó. Nhà mình có bánh tráng rồi. Dạ, có lấy bánh tráng không? Dạ không. Bán con mình mà sạp lớn dữ vậy. Em trả đồ đó rồi đó. Thôi rồi, em để em dạ, tới đó luôn hả? Ừ, bên đó luôn. Tại vì bán chứ đó, mắc tiền. Dạ. Này mình thuê thuê tháng hay thuê năm? Dạ. Em bỏ thuê năm. Bỏ dạ. Tiền em mắc 100 mấy triệu. Dạ. Xui rủi ha. Kệ đi, đó, của đi thay người đi. Dạ, dạ không được rồi. Có 3 điểm. Dạ. Dạ, em gửi tiền. Rồi, cảm ơn. Chúc chị mua bán đắt nha. Dạ, dạ. Em về ạ. À. Dạ. Em về tới Hồng Ghiền lắm. Dạ, dạ. Dạ, vô Ngọc Trúc nữa. Dạ. Hồng Ghiền vô Ngọc Trúc 6 cây số. Em đi chị ơi. Đi luôn chị ơi. Đi về ha. Về, về nấu gì ăn. Về nướng cá ăn. Cá mấy chị em dân đi chợ Sóc Giang về. Bây giờ mấy chị em dân mần sạch rồi. Giờ để chút xíu nữa mình nướng mỡ hành ăn. Đặt rau trước đi ha. Rau trước đây. Để nướng cá chín rau chưa xong. Chợ Sóc Giang cũng có người nhiều người quen quá hả chị? Quá trời kêu rồi mình đốt than xong rồi giờ mình nướng cá. Rồi, tôi bóp đậu phộng cho. Bóp sao hồi hụt của em nghe chị. Không hụt nổi đâu. Tôi ăn nhiều lắm nè, mười hụt chết rồi. Sẽ vô xíu là nó thơm đó nha. Ừ. Đợi xíu đi. Chợ này chợ Sóc Giang á. Cái thằng Hạnh nó bước xuống nó thấy. Nó thấy nó chắc chợ Giang xong rồi vậy, người ta kêu bằng Sóc Giang. Đó, người ta nói, đó, cái em đấy, đó, người ta nói là mình đẹp đó. Không biết ta nói cái gì nữa. Tên chợ xăng lại liền ha. Xăng lại. Sóc Giang hả? Rồi cá mình chín rồi nha. Ngon quá. Ngon sống luôn. Ồ. Nặng nặng rồi chưa? Ừ. Quay lại Hạnh ơi, quay lại mới hết Hạnh ơi. Không, quay gì đi mới hết. Rồi, đem vô. Gắt mỡ hành với đậu phộng vô là ăn được rồi. Rồi, cá nướng xong mình cho mỡ hành vô. Đậu phộng vô luôn. Thơm chưa? Thơm. Hấp dẫn. Đậu phộng vàng vàng, mỡ hành xanh xanh. Được rồi ha, ai muốn ăn mỡ hành nữa thì cho nữa. Rồi mình để ở đây đi. Chia với nhau chân ha. Rồi cho chị Út nè. Rồi, cảm ơn cô. Hạnh nè. Cảm ơn chính luôn. Em. Đây. Mình cho miếng dưa leo vô nha. Miếng xà lách. Vừa vừa thôi ăn. Ăn quá không nổi vậy. Đủ ra rồi, không nổi đâu. Rồi, dễ ăn cá ra nha. Tới rồi hả? Tới rồi đó. Cho miếng bún đi chứ. Cho bún cho gì? Chưa, em quên bún luôn. Thấy
ăn cá ngon quá hả? Tính quên bún luôn vậy luôn hả? Bỏ già đi. Ít nhiều. Ít thôi bà chị. Ăn nhiều nhiều đi, giờ loại cho nó giỏi một chút. Đó, em cho chị một loại nữa nè. Cuốn ra. Thử ha. Thử ra. Đâu dưới không ăn cái này. Đúng rồi. Quên mùi vị luôn. Cái thơm quá vậy. Thơm. Mà mốt dắt chị Út mỗi một lần đi một chợ ha. Rồi. Cuốn lên to này. Ê, cái này cho mượn cái này nè. Cái này mình vớt miếng gì nè. Cho vô đây luôn. Ăn nó béo ngon lắm. Mình xong hết nha chưa? Xong hết chưa? Mình nhanh nè. Mà các bạn ăn cá sòng nướng con cuốn bánh trắng. Mời cô chú chỉ các bạn ăn cá sòng nướng. Ngon chứ? Ngon. Xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn cá nướng. Thơm quá không? Thơm mùi mỡ hành với đậu phộng mà. Cá nó ngọt hả chị? Đúng rồi. Ngọt nha. Ngon cá nướng rồi nó thơm rồi, kèm thêm cái mỡ hành với đậu phộng nữa nó càng thơm thêm ha. Cộng với nước mắm nó chua chua ngọt ngọt cay cay, thêm mùi vị của rau sống. Làm gỏi cuốn của mình quá hấp dẫn. Hấp dẫn luôn, đúng vị hết. Cá ăn ngủ quen, ăn cho hết đó quen. Bữa nay má đi công chuyện rồi không có nhà, không có ăn được. Út có bự bự giống kính gì vậy, ăn nó ngon. Thấy sao chị? Ngon. Hết cuốn rồi đó. Hết cuốn rồi đó. Không biết ngon không, hết cuốn hả? Không, tôi không biết luôn á. Tôi không biết ngon mà tôi hết trước người ta luôn rồi. Nè, cuốn lên cuốn. Em mất đi đùa. Nó không biết sao. Ngon không biết không ngon. Mà sao hết rồi. Kỳ cục vậy. Kỳ cục. Không biết ngon không hết. Ừ, nó ngộ, tôi không hiểu luôn á. Thôi mình bước thêm cuốn. Đi chợ cũng vui quá ha. Ờ. Dẫn đầu à. Vui thiệt. Mình hai cuốn rồi, bà Chính mới có cuốn hả? Ăn ơi. Vì cuốn nhỏ em cuốn bự mà. Chưa cho ăn đó. Thôi bột ăn cho hết. Ăn cho hết. Em chút đi đua. Em xin một miếng hồi phộng. Ủa lấy cá cho chị. Rồi. Ủa có bỏ hồi phộng vô chưa? À, không. Ngán hay gì? Ngán chứ. Đó. Em cuốn nữa nha. Cuốn chưa đẹp không? Đẹp rồi đó. Cuốn thôi đẹp rồi. Ăn thêm cuốn nữa coi. Em cuốn dài cũng bự rồi. Gói một lần ăn cho đáng một cái hả? Đúng rồi đó. Chúng ta có hay lắm. Thường thường em ít ăn cơm, các em mua thịt ba gỏi á. Luộc với tôm ăn, gói gì ăn là xong rồi đó. Em với chị hết cuốn này, ố bà Chính chưa gói xong. Giá dạ, to bà. Tại cuốn nhỏ, tại cuốn bự. Con nghĩ sáng mình đi chợ vui ha cô ha. Bán đồ quá trời, cá biển mực. Gần Tết rồi quá trời sơm mà. Ừ, khô gì nó bán trời thấy mắc ham luôn nha. Thịt cá gì nó bán cái chợ gì công nhận thiệt. Lớn đó mình. Giờ mới đi chợ đầu tiên luôn. Mình đi. Không bự. Có đậu phộng mỡ hành vô thơm. Cơm miếng đậu phộng mỡ hành vô ngon. Chế biến này ngon luôn á. Ủa chợ tới sao người ta kêu chợ Sóc Giang? À, ai biết? Quên hỏi. Em giải thích vậy mà không biết vậy. Tôi cũng không biết luôn. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.